Hệ thống chơi Manchester do Carlsen lập ra với định hướng trở thành hệ thống giải đấu cờ nhanh lớn nhất thế giới. Bốn gương mặt nổi bật là Carlsen, Nakamura, Wesley So và Caruana đã có suất dự vòng chung kết Chess Master 2023. Một trong bốn suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh gai gắt giữa Lê Quang Liêm và kỳ thủ người Nga Chigaev. Lê Quang Liêm sẽ khiến bạn mỉm cười khi xem cậu ấy chơi một trận đấu hay, đẹp hơn bất kỳ ai từng chơi trước đó. Người đàn ông của trận đấu, người đàn ông kỳ diệu. Ván cờ này kết thúc ngay tại trung cuộc. Mỗi bên chỉ mới mất một tốt và một tượng. Không nhiều kỳ thủ có thể mạnh dạn xử lý giống Lê Quang Liêm trong ván cờ. Những nước đi thiên tài cho thấy Liêm giỏi như thế nào. Mở đầu ván cờ thì Liêm cầm trắng và chơi tốt D4, mã đen F6, tốt trắng C4, tốt đen G6 hình thành thế phòng thủ Ấn Độ, mã trắng C3, tượng đen G7, tốt E4. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Lê Quang Liêm tràn lên tấn công ở tốc độ cao với sự cơ động hàng công của bộ ba tốt. Tiếp tục ván cờ thì tốt đen D6, mã trắng E2, tốt đen E5, tốt trắng D5, tốt đen H5, tốt trắng H4 ngăn chặn, tốt đen A5 tạo thế mở hai cánh, mã trắng G3, mã đen A6, tượng trắng E2, tượng đen D7, tượng trắng G5, tượng đen H6, tượng trắng đổi tượng H6, xe đen ăn lại tượng H6, hậu trắng D2 bắt xe đen H8, bên trắng nhầm thành, hậu đen E7 chuẩn bị nhầm thành cánh hậu. Vua trắng B1, mã đen C5 mà không sợ tốt lên B4 truy đuổi. Tốt trắng F3 tăng thêm viện trợ cho tốt E. Tốt đen B6, mã trắng F1 chuẩn bị lên E3. Hậu đen F8 muốn chơi tiếp H6 đôi hậu. Mã trắng E3, hậu đen H6 theo kế hoạch. Xe trắng F1 chuẩn bị dâng tốt cánh hậu. Mã đen G8 giải phóng đường cho tốt F5. Tốt trắng G4, hậu đen F4. Tượng trắng D3, một nước đi hay của Liêm nhằm phòng thủ từ xa vị trí F5. Đẳng cấp và giá trị của Lê Quang Liêm được thể hiện hết trong pha bảy cờ này. Thử nghĩ bây giờ nếu mã ăn tượng D3, bên trắng sẽ chơi tốt G5 bảy hậu với ba tốt. Dội chơi tiếp mã E2, nếu mã đen lùi lại C5, mã trắng E2 bắt hậu, mã đen ăn E4 bắt lại hậu, hậu trắng đơn giản lùi lại C1 và đen chắc chắn mất hậu. Đó là lý do tại sao mã không thể ăn tượng. Trở lại ván cờ thực chiến thì hậu đen H6, tượng trắng lùi lại C2, mã đen E7, tốt trắng G5, hậu đen G7, tốt trắng F4 mong muốn mở cục F, tốt đen ăn F4, xe trắng ăn F4, hậu đen E5. Cục F được mở giúp quân trắng thi đấu hưng phấn và hoàn toàn làm chủ thế trận. Lỗ hổng cột F tiếp tục bị Lê Quang Liêm khai thác triệt để với nước cờ thiên tài là mã trắng F5 hy sinh. Nếu bên đen vội vàng lấy tốt ăn E5, tốt trắng ăn E5, chuẩn bị đem xe qua xiên hậu mã. Hậu G7 tốt xe F6 bắt đôi. Do đó ở đây tượng đen ăn F5, tượng trắng ăn F5, mã ăn F5, xe trắng quay E1 kim chết hậu. Trở lại hình cờ đây, thì Chigaev không dám mạo hiểm ăn hậu, quyết định qua xe đen F8, mã trắng lùi lại D4. Ở khu vực trung tâm, lối chơi của mã sẽ trở nên thanh thoát, mềm mại hơn. Tượng đen G4, xe trắng F1 chồng xe cột F. Vào lúc này có lẽ đen nên từ bỏ tốt F7, bảo vệ nó lại đem nhiều mối họa hơn. Mã đen D7, tượng trắng A4 ghi mã, tượng đen H3 bắt xe. Xe trắng F3 bắt lại tượng, tượng đen G4 bắt xe, xe trắng F2, hậu đen G7, mã trắng E6 tấn công hậu của xe và cả tốt C. Chigaev buông cờ nhận thua, vì nếu ngoan cố chơi tiếp, tốt ăn mã E6, xe trắng lập tức ăn F8 chiếu, buộc hậu ăn F8, xe trắng ăn F8, vua ăn F8, tượng ăn mã D7, trắng không quá khó để giành chiến thắng. Sự tương phản giữa Liêm và Chigaev là điều dễ nhận ra. Chiến thắng cuối cùng thuộc về kỳ thủ máu lạnh hơn, chơi toàn tính hơn.
Chiến thắng này đóng góp phần không nhỏ giúp Liêm lọt vào vòng chính Chess Master diễn ra từ ngày 3 tháng 4 với quỹ giải thưởng là 112.500 USD cho top 8 kỳ thủ mạnh nhất. Người thắng cuộc nhận được 30.000. Do đã được dự hạng nhất, Quang Liêm đảm bảo tiền thưởng ít nhất là 7.500 USD, gần 200 củ.